không hiểu cái kiểu gì ngủ chín rưỡi chưa dậy, không quét cái nhà, không quét cái sân, không gì cả. Đi làm về thấy con ngủ chưa dậy, ông bố vào phòng mắng một trận, nhưng nhìn đứa con ai nấy liền quay xe. Đi làm mệt mỏi suốt cả một đêm, về đến nhà thấy ngoài sân chưa ai quét, trong nhà bừa bộn cũng không một ai dọn dẹp. Con cái thì ngủ say đến quên trời quên đất, không chịu thức dậy phụ giúp một tay một chân. Thế nên ông bố đã tức giận đùng đùng, quát mắng đứa con hư hỏng một trận để nên thân. Tuy nhiên ông bố cứ mắng, còn con thì cứ ngủ. Ngủ ngon đến nỗi tiếng mắng của bố như tiếng ồn trắng, càng giúp con ngủ được ngon hơn. Ủa? Không quên cái nhà, không quên cái sân, không gì cả. Gì vậy? Bực hết cả người ra. Ủa gì vậy? Mày có dạy làm không quá? Ngủ ra đây chứ dậy à? Ban đầu cộng đồng mạng cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm với ông bố khi con cái chẳng biết phụ giúp việc nhà. Thế nhưng khi thấy đứa con chỉ mới độ chừng hơn 24 tháng tuổi thì tất cả đồng loạt quay xe. Nhìn dáng ngủ hồn nhiên như thiên thần của người bạn nhỏ, ai cũng chỉ đành ngậm ngùi khuyên nhủ ông bố thông thả, tìm cách khác mà khuyên dạy con từ từ, không nên gò ép con trẻ quá. Một số cách và một số bình luận được mọi người để lại. Lười như thế thì nên cho cháu nó đi xuất khẩu lao động kiếm tiền đi, để mà biết vất vả như nào. 2 tuổi đi 4 năm về là 6 tuổi, vừa đẹp để vào học lớp 1 luôn ạ. À. Lập gia đình cho cháu cùng chí làm ăn đi anh, lập gia đình cháu mới thay đổi được. Chắc là chơi game cả đêm xong rồi ngủ ngày đây mà. Được rồi, mai tôi dậy lúc 2 giờ sáng, chịu chưa ông già? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.